Chào mừng mọi người đã đến với bản tin nhanh của Cryptolit VN ngày hôm nay. Đây là Cryptolit VN và bạn đang nghe đọc báo cùng Cryptolit mỗi ngày. Trong thế giới crypto, những câu chuyện về scam, hack Red Bull không phải là câu chuyện quá mới mẻ. Mới đây, cộng đồng game thủ và các nhà đầu tư crypto tại Việt Nam đã đón chào năm 2022 bằng một vụ scam với tình tiết và chiêu trò hết sức kịch tính. Cụ thể, vào ngày hôm qua, hàng loạt các hội nhóm về game NFT Play to Earn đã truyền tay nhau đưa tin về một dự án với tên gọi là CryptoBuy, ăn theo loạt game nhà CryptoCars với gameplay khá đơn giản, nếu không muốn nói là vô vị khi yêu cầu người chơi bỏ ra một khoản tiền đâu đó 200 CB để mở box bí ẩn nhận NFT là những chiếc xe đạp rồi dùng NFT này để đua và nhận thưởng là token CB trong game. Tuy nhiên, để rút tiền thưởng về ví, người chơi cần chần chờ vài ngày để không bị phí phạt rút sớm. Ngoài ra, dự án còn được quảng cáo là được bảo hộ bởi toàn người nước ngoài. Mặc dù mới list sàn hôm 25 tháng 12 nhưng đã có game. Giá lúc IDO đã nhân 5 lần, chỉ 15 ngày là về bờ, vốn vào lại rẻ hơn những game khác. Đồng thời được sự ủng hộ bởi một cộng đồng quốc tế hùng hậu đến từ Brazil và Trung Quốc. Những lời chiêu dụ này vô tình đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin và kết cục là nhận về hậu quả nhãn tiền. Sau 4 ngày sau khi cho game chạy thì đội desk khóa web thông báo bảo trì. Trong lúc này, dân tình vẫn đang tiếp tục trữ CB với kỳ vọng về một cái Tết đủ đầy. Nhưng không để cộng đồng kỳ vọng quá lâu. Ngay sau đó, dự án tuyên bố đã bị hack và bốc hơi 6 triệu token với giá trị hơn 700.000 USD, gần 29 tỷ Việt Nam đồng, khiến giá token chia 10 lần, đang ở mức 0,8 đô lao thẳng xuống mức 0,04 đô. Động thái sau đó, thay vì một lời cam kết sẽ khắc phục hậu quả, đội Dex đã xóa nhóm Telegram, xóa website và im hơi lặng tiếng. Quá cay cú vì bị mất tiền mà không một lời giải thích, cộng đồng CryptoBuy được sự hỗ trợ của Solid Group, một đơn vị chuyên kiểm toán và xác minh danh tính blockchain, đã đào mộ các giao dịch trên BSC để phát hiện ra mánh khóe của đội Dex này. Hóa ra lại toàn là người Việt. Cộng đồng còn đã tra được từ công ty, đơn vị làm web, freelancer các thể loại tham gia dự án này. Thậm chí dựa trên thông tin KYC, danh tính của một đại diện của team CB tên là Lượm cũng đã bị phanh phui. Phải nói là nếu đội desk kia là sói thì các nhà đầu tư đã mất tiền cũng hổ báo không kém. Bằng các phương pháp dọa nạt và tấn công Facebook của Lượm, Dev đã phải mở lại group và hứa sẽ trả tiền cho các nạn nhân. Lượm cũng tung toàn bộ chứng cứ rằng team Lượm chỉ là được thuê làm outsource, không liên quan tới vụ scam và người thuê đến từ AT Coin Offico. Để xoa dịu tâm lý quá kích của các nhà đầu tư, CB thông báo sẽ refund 70% số tiền cho người chơi với lý do là chỉ còn có 500.000 USD trên tổng số 700.000 đã bị đánh cắp. Thực ra, số lượng nhiều token bị thiệt hại còn nhiều hơn con số 700.000. Theo Trivert thì thấy tính từ thời điểm token list tới trước khi bị hack thì team CB này đã có hành vi chia nhỏ các ví để nhận token thưởng và xả. Mặc dù các ví này không hề có lịch sử nạp token để chơi game, cho nên con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều 700.000 USD, phải hơn triệu đô. Đây chỉ là một trong số nhiều dự án scam chạy theo trend GameFi và lợi dụng tâm lý sính ngoại của các nhà đầu tư crypto. Những desk rỗm này chỉ cần ẩn danh thay tên đổi họ để trở thành những chuyên gia blockchain đến từ hải ngoại, cộng thêm một dự án được tô vẽ chỉnh chu. Thế là một dự án tiềm năng trong mắt các nhà đầu tư gà mờ đã ra đời. Thế mới nói trong thị trường đầy rẫy biến động và rủi ro này. Nếu không muốn trở thành con mồi chết trong những chiếc bẫy đầy mật ngọt thì các bạn hãy trang bị cho mình đủ đầy kiến thức, học hỏi và trau dồi luôn là bí kíp của những người thành công. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo mỗi ngày cùng Cryptolit VN, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại!